Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay thì mình lại tiến hành dùng máy Moto ScanTab giả lập tín hiệu CTP để loại trừ phân đoạn xem là ECM cũng như là mô bin đánh lửa có còn tốt không. Đấy, thì bây giờ mình đã tháo con xe LEED 110 đời 2012 ra đây rồi và mình sẽ tiến hành giả lập cái tín hiệu CTP để anh em xem nhé. Thì trước khi mình giả lập tín hiệu CKP của xe này thì mình cần biết được là dây tín hiệu CKP của dòng xe này là dây màu gì thì anh em mới giả lập được nhé. Thì anh em mà có máy Moto ScanTab thì anh em vào cho mình luôn phần tra cứu tính toán trên màn hình máy tab thì anh em sẽ nắm được luôn. Thì bây giờ bắt đầu mình tiến hành thao tác nhé. Anh em vào Moto ScanTab cho mình. Rồi, mình sẽ làm tuần tự từng bước một để giúp những anh em mà chưa nắm được cái chức năng này thì anh em xem, anh em tham khảo luôn nhé. Đấy, thì anh em cần phải biết được là dây tín hiệu của cảm biến CKP là dây màu gì thì anh em mới giả lập chính xác được, đúng không ạ? Đấy, thì anh em vào phần tra cứu tính toán cho mình. Anh em vào phần tài liệu kỹ thuật. Anh em vào xe của hãng Honda và xe của mình là xe LEED đời 2012 110 phân phối. Đây, nó đây. Anh em bấm vào đây cho mình. Và để tra được chân của cảm biến CKP xem chân nào là chân tín hiệu gửi về ECM thì anh em vào cái phần sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ. Rồi, thì bây giờ đã hiện ra là sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ để anh em tra nhé. Đây, thì anh em vuốt lên thế này cho mình. Anh em tìm cho mình cảm biến CKP. Đây, chính là vị trí của cảm biến CKP đây anh em này. Đây, thì anh em thấy cảm biến CKP đây, xe son CKP đây, cảm biến đây, đúng không ạ? Thì anh em thấy có hai dây là dây vàng và dây trắng sọc vàng. Đấy. Đợi anh tí nhá. Rồi, vặn cho em cái đâu gương của em đâu. Rồi. Thì anh em thấy là gì? Cảm biến CKP thì có hai dây, một dây là vàng và một dây là trắng sọc vàng. Và chân 12 và chân 23. Và hai cái chân này thì trên ECM thì được viết tắt là PCP và PCM. Vậy thì anh em phải xác định được đâu là chân tín hiệu của cảm biến CKP gửi về ECM, có nghĩa là chân dương của cảm biến và đâu là chân âm. Và cái việc của mình là mình phải xác định được chân dương của cảm biến chính là chân tín hiệu gửi về ECM để mình giả lập vào cái chân đó nhé. Thì nếu mà anh em tra trên sơ đồ như thế này thì anh em cũng chưa biết được đâu là chân dương của cảm biến và đâu là chân âm, đúng không ạ? Vậy thì anh em cần phải vào cái phần tra cứu thì anh em sẽ xác định chân chính xác luôn nhé. Bây giờ anh em vào phần tra cứu cho mình thì anh em sẽ thấy được ngay là cái hai cái chân đấy thì chân nào là chân chân dương của cảm biến CKP, chính là cái chân tín hiệu, cái chân tín hiệu đấy của cảm biến CKP gửi về ECM nhé. Đấy, thì mình sẽ tra cái chân PCP này luôn nhé, từ viết tắt. Vậy thì mình phải vào phần tra cứu tính toán và mình tra cái từ viết tắt nhé. Đây, tra cứu đây anh em này. Đây, vào phần tra cứu nhé, tra cứu tính toán này và anh em bấm vào cái gương này, hãng Honda này, xe LEED này. Đấy, đây. Đấy, thì anh em thấy nhé, phần tra cứu mã lỗi màu dây này thì anh em bấm vào đây, anh em tra cái từ viết tắt này, PCP này, PCP này, từ viết tắt nhé, thì anh em bấm vào đây thì anh em sẽ ngay biết ngay được cái từ viết tắt đó là gì nhé, là cái chân gì của cảm biến luôn, đúng không ạ? Đây thì anh em thấy là gì, đây này,
chân dương này nhận tín hiệu của cảm biến vị trí trục cơ. Vậy thì chân PCP đấy chính là chân dương của cảm biến CKP rồi. Đấy, chân dương nhận tín hiệu của cảm biến vị trí trục cơ. Vậy thì chân còn lại là chân mát của cảm biến. Vậy thì mình phải giả lập là mình phải giả lập vào cái chân dương nhận tín hiệu của cảm biến vị trí trục cơ, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp tra cứu là như vậy nhá. Mình bắt đầu thoát ra này. Vậy thì nó là dây vàng rồi, đúng không ạ? Đấy, nó là dây vàng. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần chẩn đoán lập trình. Rồi mình vào phần giả lập và mô phỏng tín hiệu. Rồi, bây giờ mình phải kết nối với motor Kentax với máy đã. Để mình kết nối đã. Được rồi, bây giờ mình đã kết nối mô tô. Đây là đề kết nối thành công. Mình vào giả lập và mô phỏng tín hiệu. Rồi, thì anh em thấy là gì? Giờ mình mô phỏng tín hiệu gì? Thì ở trên đây có các màu dây rõ rồi, đúng không ạ? Đây, chính là dây cái màu xanh này. CKP này, VSS này. Đấy, rồi giả lập tín hiệu kim phun này, rồi mô bin đánh lửa, rồi là bơm xăng nhé. Thì đây, CKP đây, chính là dây xanh, đúng không ạ? Đấy, còn các chú ý thì anh em thấy là gì? Cáp sử dụng này, đấy, là cáp MTB08 SIM này. Đấy, rồi cấp nguồn như thế nào thì đều được máy hướng dẫn rất là rõ, đúng không ạ? Đấy, thì mình bấm tiếp theo này, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình tiến hành, mình ra xe đã nhá. Thì bây giờ mình tiến hành ra xe. Thì mình đã xác định được dây tín hiệu của CKP gửi về e xem rồi, đúng không ạ? Đây, mình cho gần vào để anh em nắm được này. Thì đây chính là rắc của cảm biến CKP. Đây, đấy, thì đây là hai cái dây của cảm biến. Thì mình rút ra, mình rút ra nhé. Đấy, thì mình phải giả lập cái vào cái dây phía bên đây. Là cái dây này là dây đi về ECM nhé. Chứ còn đây là cái rác này, là rác là xuống cảm biến CKP, đúng không ạ? Thì anh em phải giả lập vào cái dây vàng này nhé. Dây vàng là dương của cảm biến chân tín hiệu gửi về ECM là dây vàng. Đấy, còn dây đây là âm của cảm biến, là dây vàng thọc trắng, trắng thọc vàng đây này. Đấy, thì mình giả lập vào dây vàng này nhé. Đây, thì cái dây của motor Kentax thì đây rồi, đúng không ạ? Đây chính là dây xanh này. Đấy, mình ghim luôn vào đây. Đấy, mình ghim luôn vào đây nhá. Đấy, hai nữa là anh em phải bỏ cái dây cao áp ra khỏi động cơ. Đấy, để tránh tình trạng là đánh lửa trong động cơ. Đấy, thì đây chính là dây cao áp mình đã tháo ra khỏi tàu buji và mình để đây, đây. Đấy, để anh em này nhìn thấy sẽ thấy có đánh lửa cao áp nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ ra máy motor Kentax, mình thao tác để anh em thấy được là sẽ có đánh lửa luôn, đúng không ạ? Đấy. Rồi, mình để gần như thế này, xong mình cầm máy ra, mình thao tác luôn để anh em cũng nhìn thấy đánh lửa luôn. Đây, mình sẽ tiến hành, mình bấm tiếp theo này. Thì tín hiệu CKP của xe này là tín hiệu CKP 9V nhé. Đây, anh em chọn vào cái CKP 9V này, đúng không ạ? Hướng dẫn kết nối này, có luôn này, đúng không ạ? Và 240 vòng trên phút, và anh em đã nghe thấy chưa? Cao áp đang đánh lửa rồi. Đây, anh em thấy dây cao áp đang đánh lửa chưa? Đúng không ạ? Đấy. Vậy thì như thế này thì mình đã loại trừ phân đoạn được gì? Là dây tín hiệu của cảm biến CKP là tới ECM là tốt. ECM tốt và mô bin đánh lửa tốt,
đúng không ạ? Mình có thể tăng đánh lửa lên, đúng không ạ? Tăng vòng tua máy lên, đúng không ạ? Đây, sẽ đánh nhanh lên. Đấy, anh em thấy rồi. Đấy, đánh lửa nhanh lên kìa. Đấy, mình tiếp tục mình tăng lên nhá. Đây, 474 vòng một phút này, 513 này. Rồi, đánh lửa rất nhanh, đúng không ạ? Đấy, đánh lửa rất nhanh. Đấy, mình để cái dây hơi dài ra ngoài một chút, đúng không ạ? Đấy, rồi, cao nhất là gì? 552 này, 591 này, 630 này, 630, 669 này, đúng không ạ? Đấy, đánh lửa rất là mạnh luôn, đúng không ạ? Đấy, rồi, mình cho thấp xuống, cho chậm xuống, đúng không ạ? Đấy, đánh lửa chậm xuống. Rồi, vậy thì qua cái chức năng này thì mình có thể kết luận là gì? Nếu như xe của khách mà vào cửa hàng mình mà mất hệ thống đánh lửa, đúng không ạ? Lửa cao áp không có. Đấy, xe không nổ do không có lửa cao áp mà mình nghi ngờ là xe của mình CKP, cảm biến CKP và bị kém. Đấy, thì mình có thể sử dụng cái chức năng này để anh em giả lập tín hiệu. Và anh em thấy là gì? Khi mình giả lập tín hiệu như này mà có lửa cao áp ra dây cao áp như thế kia, đúng không ạ? Thì mình kết luận là gì? Đường dây tốt, ECM của mình tốt và mô bin đánh lửa của mình rất là tốt. Và không có lửa thì mình phải kiểm tra xem là dây CKP có bị kém ở đâu đó không, đúng không ạ? Cái đoạn mà từ rắc này đi về CKP, đúng không ạ? Đây, cái đoạn dây rắc mình tháo này, đi xuống CKP ở dưới máy phát là có bị đứt chập ở đâu đó không? Rồi dây âm của CKP có bị đứt hoặc là chập ở đâu đó không nhé? Có thể là bị đứt do chuột cắn hay là do tiếp xúc rắc cảm biến này, đúng không ạ? Đều có thể xảy ra. Đấy. Và với cái chức năng mà giả lập như thế này thì anh em loại trừ phân đoạn được rất nhanh. Đấy, anh em không mất công anh em tìm nữa. Đấy, bởi vì có trường hợp ví dụ như ECM nó có vấn đề thì anh em có giả lập vào nó cũng không có tín hiệu đánh lửa, đúng không ạ? Đấy, không có đánh lửa ra mô bin cao áp. Đấy, ECM cũng không điều khiển mô bin cao áp đánh lửa được. Đấy, rồi là cũng có trường hợp là có thể là mô bin kém. Đấy, và như cái trường hợp như thế này thì anh em giả lập luôn vào cái dây tín hiệu của cảm biến CKP ở ngay rắc này thì anh em đã thấy là loại trừ được cả phân đoạn, một cái đoạn rất là nhiều chi tiết, ví dụ như là dây tín hiệu từ cảm biến CKP gửi về ECM này là tốt này, ECM của mình là rất là tốt. Đấy, rồi là mô bin cao áp cũng rất là tốt. Đấy, thì cái chức năng này là như vậy nhé. Đấy, thì qua video này thì mình cũng vừa giới thiệu với anh em cái chức năng giả lập tín hiệu cảm biến CKP để mình loại trừ phân đoạn cái ban mất lửa cao áp, để cho anh em cũng có bộ máy Motoken 8 cũng như là máy Motoken 7 anh em nắm được nhé. Trên máy Motoken 7 thì mình cũng đã làm rồi. Đấy, và lần này mình làm trên Motoken 8 để anh em chưa biết tới chức năng này thì anh em cũng nắm được cái phương pháp là mình tra cứu chân trên sơ đồ của các dòng xe, đúng không ạ? Tra cứu chân tín hiệu của cảm biến CKP này. Đấy, rồi phương thức mình tra như thế nào. Đấy, cách thức mình tra làm sao cho nó chính xác. Đấy, từ khi mình chưa biết chân nào là chân tín hiệu của CKP và mình tra trên sơ đồ là mình đã biết được chính xác chân tín hiệu cũng như là cách thức mình giả lập cái chức năng này, đúng không? Để loại trừ phân đoạn cho nó nhanh và chính xác nhé. Thì về cuối video thì cũng như tất cả các video khác, anh em cần tài liệu sơ đồ mạch điện thì anh em liên lạc với mình, đúng không ạ? Cũng như là các dòng máy Motoscan. Thì với những anh em dùng những chức năng vừa đủ thì anh em dùng phiên bản tiết kiệm là chính là máy dòng máy Motoken CE. Đấy, thì với dòng máy này thì chức năng cũng rất là nhiều. Đấy, và anh em không cần những cái chức năng nâng cao thì anh em dùng cái phiên bản tiết kiệm chi phí này thì phiên bản này chỉ có 7.800.000 đồng thôi. Còn anh em cần những cái chức năng nâng cao thì anh em phải dùng tới gì Motoscan 7 hoặc gì Motoken 8. Thì Motoscan 7 thì anh em vẫn được công ty tặng một bộ motobox trị giá 6.800.000 đồng, đúng không ạ? Đấy, còn Motoken CE và Motoken 7 thì anh em còn được công ty
tặng 1 năm sử dụng phần mềm Moto Data miễn phí chỉ giá 1 triệu. Đấy, còn với Moto Contact phiên bản dùng trọn đời cung cấp ra từ đại lý của mình thì là 17.300.000 đồng, và tất cả các dòng máy Motoken từ Motoken CE, Motoken 7 cũng như là Motoken Tab thì anh em đều được mình gửi tặng 5 tập sách sơ đồ mạch điện kèm theo để giúp anh em tra cứu sơ đồ mạch điện cho nó dễ nhé. Tất cả mạch sơ đồ mạch điện là mạch lẻ in màu nên anh em tra cứu nó rất là dễ. Đấy, còn những anh em mà cần sách lẻ thì anh em cũng cứ liên lạc với mình sẽ gửi cho anh nhé. Thì mọi liên lạc cụ thể thì anh em cứ kết bạn Zalo với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ có những cái tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng máy cũng như là tài liệu của anh em như thế nào thì anh em cứ liên lạc trực tiếp với mình sẽ có những tư vấn cụ thể cho. Mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.